Kính chào, được gặp lại các đồng chí và quý khán giả trong chuyên đề Quốc phòng toàn dân tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Trước hết là phần tin với những hoạt động vừa diễn ra. Kính thưa các đồng chí và quý vị, sáng 8 tháng 7 vừa qua tại Sư đoàn 9 Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tổ chức lễ bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao Toàn quân đoàn năm 2020. Dự bế mạc và trao giải có Đại tá Võ Tiến Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và đại diện các đơn vị trực thuộc quân đoàn. Khai mạc từ ngày 3 tháng 7, qua gần một tuần thi đấu nghiêm túc, trung thực và chuyên môn cao, với sự tham gia của hơn 560 vận động viên đến từ 13 cơ quan đơn vị trong quân đoàn, tranh tài ở 12 nội dung của 5 môn thi đấu gồm võ chiến đấu tay không, 4 môn quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng quân sự và dược vật cản. Hội thao đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh tinh thần thi đấu mang tính giao lưu, học hỏi, đoàn kết và cao thượng, cán bộ chiến sĩ cũng có những giây phút thăng hoa, tranh tài quyết liệt, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn đơn vị. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 26 giải tập thể và 54 giải cá nhân cho các hạng mục theo cơ cấu giải thưởng, trong đó Bộ Tham mưu Quân đoàn giành giải nhất toàn đoàn, Đoàn Thể thao Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 giành giải nhì và Trung đoàn 3 Sư đoàn 9 đạt giải 3. Kính thưa các đồng chí, vừa qua tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, được sự ủy quyền của Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tổ chức khởi công xây dựng phòng tập thể thao dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên toàn trường. Dự lễ khởi công có các đồng chí Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Đại tá Bùi Giang Sĩ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, cùng với đại diện các cơ quan phòng ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban giám hiệu nhà trường. Phòng tập thể thao có diện tích 100m² với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại từ kinh phí của nhà trường, được đầu tư với các trang thiết bị phục vụ cho tập luyện nâng cao thể lực cho học sinh và giáo viên. Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác phối hợp chuẩn bị tốt để lễ khởi công được diễn ra tốt đẹp. Đứng chân trên địa bàn 9 tỉnh với hơn 21 triệu dân, những năm qua quân khu đã dành nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng thực hiện công tác dân vận, nhất là các vùng tôn giáo dân tộc vùng sâu vùng xa, nhằm gắn bó mối đoàn kết quân dân lương giáo. Hoạt động này đã góp phần tạo hậu phương vững chắc, củng cố tình cảm quân dân để lực lượng vũ trang quân khu luôn chắc tay súng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Công trình còn là hoạt động thiết thực chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác và 74 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, hướng tới chào mừng 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 7. Đồng thời, đây còn là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa quý vị và các đồng chí, năm qua với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ chiến sĩ, sự phối hợp hợp đồng đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa đã thực hiện đầy đủ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn. Nằm ở phía tây nam của thành phố Biên Hòa, phường Hiệp Hòa được bao bọc bởi sông Đồng Nai. Đặc biệt có hai con rạch lớn nối từ sông Đồng Nai vào hai địa danh Lò Gốm và Dạm Ông Án. Trước khi chuyển từ xã lên phường, đảng bộ và nhân dân phường Hiệp Hòa đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, phường có một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học, một trường mầm non và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Phường Hiệp Hòa với nhiều đổi thay khi đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Như biết thì địa phương là coi như là bốn bên là sông nước, cộng thêm một cái làng bè mà được theo cái quy hoạch của thành phố đưa về địa phương. Vì vậy công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là cũng rất được quan tâm, vừa quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, của địa phương và cái sự phối hợp của cái lực lượng công an, quân sự, kể cả ban bảo vệ thành phố. Thời gian qua được sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hiệp Hòa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là hệ thống chính trị của địa phương được giữ vững dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn là nguồn động lực giúp cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ thuộc quyền trong những năm qua với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ chiến sĩ, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự đã thực hiện
các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm. Trong năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự phường Hiệp Hòa đã xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an và các lực lượng khác theo đúng quy định của chính phủ. Theo đó, các kế hoạch và quy chế phối hợp giữa hai lực lượng đã được ký kết đầy đủ. Đối với cấp ủy chính quyền phường, luôn chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ và công an phường phối hợp hoạt động có hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình để đề xuất phương án xử lý. Đến nay, lực lượng dân quân thường trực đã tích cực tăng cường tuần tra canh gác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong thời gian qua là nó đã có những cái việc xảy ra và giờ chúng tôi đã được ngăn chặn là kịp thời. Ví dụ như những cái đánh nhau từ ở các cái phường khác mà kéo qua Hiệp Hòa, thì khi phát hiện là chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng và đã phối hợp là xử lý, chuyển giao cho biên hòa. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà phòng chống đua xe trong địa bàn phường, thì có những cái tuyến đường nó mới, cho nên là ban đêm có những cái số thanh thiếu niên là ở các địa phương khác tụ tập về đây để tổ chức là đua xe trái phép. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, Ban Chỉ huy quân sự phường Hiệp Hòa được quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch huấn luyện hoạt động cho lực lượng dân quân theo đúng chương trình nội dung của thông tư hướng dẫn của cấp trên và bảo đảm chi trả đầy đủ phụ cấp ngày công lao động theo đúng luật dân quân tự vệ. Chính vì vậy, năm vừa qua, kết quả thực hiện công tác xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân thường trực phường đã được đảm bảo đầy đủ cho các đối tượng theo đúng quy định. Xác định kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện theo 4 tiêu chí, triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phường, tổ chức thực hiện, quán triệt cán bộ chiến sĩ nhằm nắm vững tầm quan trọng, mục tiêu, biện pháp xây dựng đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Là phường được thành lập trên cơ sở xã Anh Hùng có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ và nhân dân phường Hiệp Hòa đã cần cù chịu khó sáng tạo trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, phường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thưa quý vị, xây dựng nề nếp chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật nghiêm, công tác tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cao, công tác giáo dục quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phóng sự sau đây được nhóm phóng viên chương trình thực hiện tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu của Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc giao về công tác xây dựng lực lượng, đến đầu năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc đã xây dựng lực lượng được 28 đồng chí. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng năm 2020 và giao chỉ tiêu cho các ấp. Căn cứ vào kế hoạch xét tuyển công dân vào lực lượng năm 2020 của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đã bảo đảm giữ vững tổng số lực lượng dân quân trên địa bàn được 191 đồng chí, đạt 1,02% so với tổng dân số. Chúng tôi là hai lực lượng phối hợp rất là tốt. Ví dụ như thời gian cách đây khoảng 2-3 tháng, có một ban ngày cái đối tượng mà nó đi nửa cướp ngay tại xã. Nhưng mà hai lực lượng này đã tổ chức truy đuổi tới cùng, bắt được, thì trong đó có một đối tượng quay lại chống trả một lực lượng công an. Thì sau đó này hai người đã phối hợp, nó bắt giữ lại được, đã được bộ và cũng như tỉnh các ngành ghi nhận và có những cái động viên khen thưởng kịp thời. Trong công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc đã quy động các ấp đội trưởng và đồng chí trung đội trưởng về huấn luyện theo kế hoạch quân số 13 đồng chí, đồng thời tổ chức đưa 28 đồng chí dân quân năm thứ nhất về huấn luyện trong 15 ngày. Kế đến là xây dựng kế hoạch và giáo án huấn luyện dân quân tại chỗ, cơ động, trình Ban Chỉ huy quân sự huyện phê duyệt. Ngoài ra, đã tổ chức cho lực lượng thường trực tham gia lớp võ thuật do huyện tổ chức, quân số tham gia được 3 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm thì được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, cũng như là Ban Chỉ huy quân huyện đánh giá là một đơn vị đảm bảo tốt về cái hậu cần kỹ thuật, cũng như là về một số những cái công tác tham mưu cho Đảng ủy ban đảm bảo đúng đủ cái chế độ cho lực lượng thường trực. Và bao nhiêu là về kết luận của đoàn kiểm tra thì đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020.
Trở lại Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc lần này, với nhiều thay đổi, có thể thấy từ doanh trại đến phòng làm việc đều được bố trí sắp xếp ngăn nắp, nội vụ thống nhất, cây cảnh xanh mát, thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại xanh sạch đẹp, đã góp phần tô điểm sáng văn hóa công sở. Đặc biệt, lực lượng đã phối hợp cùng các ấp tổ chức xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Xã Xuân Bắc là một trong những cái đơn vị tiêu biểu trong lực lượng vũ trang huyện trong quá trình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang gắn với cái phong trào thi đua nước của địa phương. Trong những năm qua, thì chi ủy, chi bộ, ban chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt các mặt hoạt động của công tác quân sự quốc phòng địa phương. Trong năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, các chế độ trong ngày, trong tuần, tổ chức nề nếp sinh hoạt đơn vị, phát huy vai trò của cán bộ chiến sĩ trong xây dựng đơn vị, giữ vững nội bộ đoàn kết thống nhất, quản lý tốt vũ khí trang bị. Thực hiện các kế hoạch tăng giờ sản xuất thì hàng ngày chúng tôi làm việc xong sau giờ làm thì chúng tôi đi tăng gia sản xuất là trồng rau, trồng các loại rau như là rau cải, rau mùng tơi, rồi trồng các loại gia vị xả, tắc, chanh. Rồi sau đó là chúng tôi trồng những cái loại dây leo như là bầu, bí, mướp đắng. Nhưng mà chúng tôi còn nuôi thêm như là heo, gà, vịt để đưa vô bếp ăn, để vào thực đơn hàng ngày của anh em luôn. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc sẽ đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống trong lực lượng vũ trang xã, bảo đảm ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch, tham mưu tốt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng dân quân thường trực tại địa phương. Với vai trò là chỉ huy trưởng tại Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, hàng năm, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, thực hiện đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Theo đồng chí, người chỉ huy trưởng phải nắm chắc tình hình của địa phương về số lượng và chất lượng lực lượng dân quân, quân nhân dự bị, nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với vai trò là chỉ huy trưởng, thì tôi đã xác định tốt cái nhiệm vụ của mình. Do đó, ngay từ đầu năm thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tốt một những cái nội dung mà theo cái xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đó là xây dựng cái lực lượng dân quân đảm bảo về chất lượng chính trị. Được đào tạo Đại học Quân sự cơ sở, đồng chí Thịnh đã phấn đấu không ngừng để tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Bắc về công tác quốc phòng địa phương. Là đảng ủy viên của xã, đồng chí luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quản lý đơn vị. Điều đáng quý ở đồng chí là giữ mối quan hệ mật thiết, phối hợp chặt chẽ thống nhất với các ban ngành đoàn thể trong xã, từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy quân sự thì có ba đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh cũng công tác trong lĩnh vực quân sự ở xã là hơn 15 rồi. Trong ban chỉ huy ba đồng chí Sang và đồng chí Hưng. Nhưng phải nói là cái vai trò tham mưu cũng rất là kịp thời, đặc biệt là cái duy trì quân số của trong ban chỉ huy quân sự xã đủ theo biên chế, có cái lịch phân công cụ thể cho phân công từng đồng chí làm việc, đặc biệt là cái vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyển quân hoặc là huấn luyện. Với lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, bản thân đồng chí Thịnh luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động người thân trong gia đình và nhân dân trong ấp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng khu ấp văn hóa. Với những thành tích đạt được liên tiếp hai năm 2017-2018, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh đã đạt được danh hiệu thi đua chiến sĩ tiên tiến. Các đồng chí và quý khán giả thân mến, chuyên đề quốc phòng toàn dân tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.